Hello, xin chào các bạn. Hôm nay rất là vui để Ngọc Anh có thể ngồi đây cùng với anh Sơn, là chủ tịch hội của Sơn, là một trong những người anh trong cộng đồng Eagle Club mà đã chia sẻ cho Ngọc Anh rất nhiều những giá trị trong vừa qua. Anh Sơn đã cho Ngọc Anh hiểu biết thế nào là marketing để phát triển cho chính công việc của nhóm của mình. Thì hôm nay Ngọc Anh được ngồi cùng với anh Sơn tại một vị trí, một cái bãi biển rất là đẹp luôn, để tham gia một khóa học là đột phá doanh thu nhé, đột phá kinh doanh tại trại đại bàng của thầy Phạm Thành Long. Thì hôm nay được ngồi cùng anh Sơn, anh Sơn sẽ chia sẻ chúng ta hiểu biết thế nào là marketing để phát triển cho nhóm mình ta. Xin cảm ơn anh Sơn. Ok, cảm ơn Ngọc Anh. Xin chào tất cả mọi người. Tôi và Ngọc Anh cũng đang là đồng đội ở trong Eagle Club, một trong những khóa học đỉnh cao của thầy Phạm Thành Long. Thì như mọi người cũng đã biết, đã tìm hiểu rằng là cái mục tiêu mà chúng tôi đã tham dự vào những chương trình học đào tạo đỉnh cao của thầy Phạm Thành Long là mong muốn để mình thu nhận được rất nhiều kiến thức về marketing cũng như là phát triển hệ thống kinh doanh của mình, để mà xây dựng cái doanh nghiệp của mình phát triển. Và thông qua những cái chương trình đào tạo, thông qua kiến thức đấy, thì chúng tôi cũng mong muốn là giúp đỡ được nhiều hơn cho khách hàng của mình. Đấy, bán hàng là phục vụ đúng không ạ? Thì trong cái quá trình mà học, bản thân tôi đã học gần một năm, thì Ngọc Anh đã cũng tham dự vào trong chương trình này, nhưng mà Ngọc Anh đã học sau tôi khoảng 6 tháng. Thì bản thân tôi là cũng đã gần trải qua hết được cái nhiệm kỳ những khóa học này. Thì tôi thấy rằng là một trong những điều mà tôi học được nhiều nhất từ thầy Phạm Thành Long đấy chính là thái độ. Tức là chúng ta mặc dù chúng ta có sự phát triển, nhưng mà cái sự phát triển này nó xuất phát từ cái cốt lõi nhất là cái thái độ phục vụ. Và cái nhiệm vụ mình, tức là sau một cái chương trình mà đào tạo của thầy Phạm Thành Long, thì tôi cũng nhận ra được cái sứ mệnh của con người mình, cái sứ mệnh của mình trong cái việc kinh doanh. Đó chính là tôi mang hết những cái kiến thức của mình trước đây có, và trong cái thời điểm hiện tại sau khi mà tôi đã học được nhiều kiến thức nữa, để mà tôi phát triển bản thân, tôi phát triển cái tính chuyên gia cho mình, thì mình mang những kiến thức đấy đi để mình giúp đỡ cho người khác, để họ cũng có được gặt hái được những cái thành công giống như mình. Ok, cảm ơn Ngọc Anh, cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, rất tuyệt vời đúng không các bạn. Sau khi học trải qua một số những khóa học của thầy Phạm Thành Long, được sự chia sẻ của anh Sơn, thì Ngọc Anh sẽ hiểu rất nhiều. Cái đầu tiên thì Ngọc Anh muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta phải thay đổi và phát triển chính cái tầng tư duy của mình. Khi chúng ta thay đổi tư duy của mình, chúng ta sẽ hiểu được là chúng ta cần phải làm gì, đúng không ạ? Bản thân Ngọc Anh trước khi tham gia vào cái khóa học Eagle Club cùng với thầy Phạm Thành Long và được chính anh Sơn coaching và chia sẻ những khóa học đó, thì Ngọc Anh thay đổi rất nhiều. Ngọc Anh nhận biết là chúng ta cần phải tiếp cận khách hàng và phải chia sẻ với khách hàng những cái gì là tốt đẹp nhất để có thể mang tới khách hàng. Anh Sơn có thể chia sẻ với mọi người là trong 2 ngày vừa qua chúng ta tham gia một trại kinh doanh đột phá tại Nha Trang, thì anh học được những chiến lược gì tại thầy Thành Long ạ? Ok, cảm ơn Ngọc Anh. Thì như chúng ta cũng đã trải qua 2 cái chương trình học đúng không? Chúng ta còn một ngày học nữa để chúng ta kết thúc cái khóa học trại kinh doanh đột phá của thầy Phạm Thành Long. Thì mình đã trải qua một chương trình học kinh doanh đột phá của thầy Phạm Thành Long cách đây 6 tháng tại Hạ Long. Thì cái chương trình này thầy cũng đã có một số những cái đổi mới ở trong giảng dạy. Thầy đã nói nhiều hơn và đã tập trung tất cả mọi cái trí lực của thầy trong 2 ngày đầu tiên. Thầy nói về việc là chúng ta tạo ra được những cái khách hàng, tức là chúng ta tạo ra khách hàng rồi, nhưng mà cái việc quan trọng là chúng ta phải tạo ra được cái membership, đúng không ạ? Membership đúng chính là cái khách hàng thân thiết. Thì từ những cái mình tạo ra được những chương trình khách hàng thân thiết cộng với những cái chương trình quà tặng, chương trình về để tạo ra những referral, tức là những cái lời giới thiệu trong kinh doanh, thì đấy là một trong những điều mà xuyên suốt và giá trị nhất của thầy Phạm Thành Long, không những ở khóa học kinh doanh đột phá này mà xuyên suốt trong tất cả khóa học, tức là sự kết nối và xin lời giới thiệu từ người khác để cho mình phục vụ cho, vừa phục vụ cho kết nối của mình, vừa phục vụ cho cái kết quả kinh doanh của mình. Thì từ đấy mình sẽ gia tăng được tất cả 3 yếu tố. Thì anh em đã biết rằng chúng ta đang tập trung vào tăng trưởng 3 yếu tố ở trong kinh doanh, đó là chính là số lượng khách hàng đúng không, và doanh thu trung bình cho từng đơn hàng, và số lần quay lại mua hàng. Thì nếu mà chúng ta không xây dựng cho mình những chương trình đấy thì chúng ta không thể đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Cảm ơn em.
Vâng, rất tuyệt vời luôn. Ở cái module mà anh chủ tịch Hồ Sơn đã chia sẻ đó thì Ngọc Anh ấn tượng nhất trong gói 8 module mà thầy Văn Long chia sẻ. Thì Ngọc Anh muốn để chia sẻ với các bạn thì cái 8 module đó các bạn chỉ cần đăng ký kênh YouTube của anh để Ngọc Anh có thể chia sẻ với các bạn. Trong video tới thì Ngọc Anh muốn chia sẻ với các bạn về 8 module đó. Nhưng mà trong 8 module đó thì Ngọc Anh thích nhất đó là một cái chiến lược mà thầy Văn Long đã chia sẻ cùng mọi người, đó là xin lời giới thiệu nha. Thì Ngọc Anh xin các bạn có thể lời giới thiệu, chia sẻ những video Ngọc Anh mang lại, thì các bạn chỉ cần bấm subscribe và chia sẻ đó để Ngọc Anh có thể giới thiệu và chia sẻ với mọi người những cái chiến lược trong thời gian vừa qua Ngọc Anh đã học được từ thầy Long và học được từ thầy anh Hoàng Cổ Sơn. Rất tuyệt vời luôn, xin cảm ơn anh Hoàng Cổ Sơn rất nhiều. Anh em chúng ta đang ngồi, các bạn thấy không, chúng ta đang ngồi một bãi biển đẹp tuyệt vời như này đúng không ạ? Anh em tôi có thể ngồi bên đây và có thể chia sẻ và có thể kết nối với nhau, để có thể gắn kết với nhau để nói ra được những cái điều mà mình mong muốn để chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và cái video ngày mai thì anh sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn anh Hoàng Cổ Sơn đã dành cái thời gian vừa qua để chia sẻ cho anh rất nhiều. Xin cảm ơn anh. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn các bạn.